Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng có buổi khảo sát tại Sở Tài chính thành phố việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, việc tham mưu, ban hành chính sách pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước được Sở Tài chính thành phố báo cáo đầy đủ chi tiết. Nhìn chung qua thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo ban hành chương trình hành động, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai trên toàn địa bàn thành phố, các cơ quan hành chính đã thực hiện nghiêm túc các chế độ, chỉ tiêu quy định hiện hành của nhà nước, công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức gắn việc thực hiện chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí và quy chế thi đua khen thưởng của cơ quan